ហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានថ្ងៃនេះគឺមានវិញ្ញាសាតកតងជាមួយនឹងលំហាត់ប្រឡងបាក់ឌុកឆ្នាំ2013អ្នកគឺជាលំហាត់អនុគមឆ្នាំ2013យើងនឹងហៅថាលំហាត់អនុគមមានពិន្ទុច្រើនពិន្ទុអាច 5% ទៅ45% ទុះហើយបើសិនបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់ដូចជាវីតទ័រឬក៏កោណិចបានប្រហែលជា3 5ទៅ45ទុះទៀតចឹងសរុបទៅអាចបានប្រហែលជា80%ទៅ90%ទុះច្រើនមកវិញចឹងបងប្អូនត្រូវតែច្បាស់លាស់អំពីអនុគមជាមួយនឹងធនីមាត្រមានកោណិចជាមួយនឹងវីតទ័រក្នុងលំហភូប៉ាន់ពិន្ទុច្រើន ហើយផុតពីនោះមានដូចជាឲ្យផ្សេងក្រៅពីនោះមានដូចជា limit complex differential integral probab អូខេអញ្ចឹង 5 ចំណុចហ្នឹងក៏ត្រូវតែចាប់រំមានកម្រិតខ្ពស់ដែរមានថាគឺគេឧស្សាហ៍ចេញអូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាតើមេរៀនអ្វីដែលគេឧស្សាហ៍ចេញអញ្ចឹងឆ្នាំនេះក៏គេឧស្សាហ៍ចេញក៏គេចេញនៅលំហាត់ដែលគេធ្លាប់ចេញពីមុនមកជាច្រើនហើយអូខេ អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគៀននេះបានបងប្អូនអាចគៀននេះបន្តទៅហើយបងប្អូនអាចឃើញចម្លើយបងប្អូនជួយផុសចម្លើយផងហើយជួយអាចជួយបញ្ជាក់ពីហេតុផលហើយបងប្អូនមានសំណួរអីបងប្អូនអាចសួរគ្រូបានគ្រូអាចជួយឆ្លើយបានហើយបើមិត្តភក្តិប្រកបដោយគាត់ចង់មិត្តភក្តិដែលគាត់អាចជួយឆ្លើយបានគាត់ជួយឆ្លើយមិត្តភក្តិយើងចុះដើម្បីគាត់អាចយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាណាអូខេបាទអរគុណអញ្ចឹងនេះមាន បងប្អូនច្រើនគាត់ចង់បានមេរៀនបន្ថែមមកគាត់សួរគ្រូច្រើនដែរហើយនេះបងប្អូនអាចចូលក្នុង YouTube គ្រូតែម្ដងគឺបងប្អូនអាចចូលក្នុង YouTube ហើយបងប្អូនសរសេរពាក្យ Teacher ហើយដល់គ្នាមកចំណានមកហើយបងប្អូន Subscribe ទៅដើម្បីបានវីដេអូព្រោះលោកគ្រូនឹង update វីដេអូច្រើនទៀតចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចបានវីដេអូទាំងអស់នោះបាទ Okay, ម្យ៉ាងទៀតតើតើនឹង website គឺមានwebsite មួយដែរតើតើនឹងហាត់ឃ្វី online ហើយគ្រូនឹងរៀបចំមកគ្រប់មេរៀនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងនឹងមើលទៅតើមានលំហាត់អីខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបាន okay បាទ Okay, ឥឡូវយើងចូលមកផ្នែកយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូលំអិតឲ្យបងប្អូនតែម្ដងកន្លែងនេះអញ្ចឹងដើម្បីគ្នានេះលំហាត់នេះបានតើយើងត្រូវមានប្រមូលអីខ្លះអញ្ចឹងគ្រាន់លំហាត់ទី 1 ពូនអញមើលពូគូបានផុសប្រធាននៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងពូនអញមើលប្រធាននៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបាទណាអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តអីខ្លះបាទរូបមន្តដែលយើងត្រូវគណនាគឺបាទ limit x ក៏ត្រកសូន្យបូកបាទលូនពេលនេះអត់ទៅតង់លូនពេល client chia đo non ok limit mà x cắt rob bộ còn non này luôn bên x mà sma nó bộ còn non limit x cắt rob mà bộ còn non này còn x chai là x còn ăn ok là ăn thông minh sốn cứ sma là sốn limit mà x cắt rob và ikatarok sound mà này luôn được bên này một môi lửa ích mà misma nắng mùi nữa ok hay limit mà
okay limit ekaterop sombok nei x second un lon pe ne x bà chân bà lâu kêu xong mà rung lắc rung bùn tích bà phone ai chả screenshot rung bùn tích tốc tới rồi có phone ai cọt của bà này và chân rung bùn rồi bao anh cùng lâu rồi đấy cứ miên chấm luôn bay bùn này ai mà chân rung bùn là dương miên cứ anh cùng lâu rồi này pe cứ limit cái tờ son bốc này luôn này pe này x mà nó đỏ non limit cái tờ bốn non này luôn này pe này x mà nó bốn non limit cái tờ bốn non luôn này pe này x là x còn anh nó pe đã anh thông minh son cứ mà son limit x tới số này luôn này pen này x bộ mũi lưỡi x mà nó mũi limit x tới số bộ này x còn ăn còn đường x còn x mà nó số mà nó ok chương dùng thời tiết chơi học pi rồi muốn ăn cùng logarithm này của tệ toán limit mình sẽ sử dụng mà chương dùng thời tiết chơi rồi muốn được ăn hàng đài và chương sân khấu của ông là screenshot rồi của ông là thật cọt của bạn này và ok chương lại đi và dương ở đây thì dương trợ phớ cứ tìm mối dương đạn tha limit mà ekatero bộ con nón này và ai phải dương cư mà nói và nên limit ekatero bộ con nón này phí bộ luôn được pen x mà chạy electric soi cún pì mà nè chúng ta smart mà này lại đi ok chúng ta lòng hàn đứng smart mà này còn pro hai đấy phụ dùng miên rùm một nẹp à chúng rùm một con ai screenshot tốt được cái bộ này cọt của bạn này nhé chúng chúng nói những cái phần nắng những cái chi rùm một tại tôi là anh cùng logarit này pe cứ rung muốn miền tây phần nào nhỏ để chỉ cho nên mà thế cứ rung muốn tập phần nào nhé ok và chân số thang lại đi ta dựng ban smart đồng màn này và ok chân bộ này chưa rung trái và ok chân ok và ok và rất cột trái pi ok thì pi cột loại pi đấy chẳng biết chăng hiroji của pi đấy bịch cột loại pi đấy và pi say petra ok chẳng con này con bị chìm mù là hai đấy thế thật ta hai đấy bạn con này khơi son rồi khơi pi của hai đấy của miền bắc khác và khơi son của khác khơi pi nữa chẳng loại cùng con khác khơi non chưa đào chẳng mình chẳng loại gì nè chương ở đây đang sùng khăn phôn thời che được biết không cả thử miền tha không cả sắc xa ăn cung logarit sắc xa ăn cung logarit cỡ được gọi expo chúng mình được bốn cứ limit từng ngày trong mà sao phôn kể ni limit trứ cứ từ đâu từ ra thì được tiếp của phôn bình trứ hay và chương nhưng phôn đang khơi những bài tiết và chúng mình thà sùng khánh dương ok chương chúng lá cứ trầm trớ cứ đại cho tam đón cứ pí anh ấy mà anh ấy bốc sồn mà cứ sma nắng phì hai đấy cứ như prau của môn này mà của môn này giờ phớt cứ của môn limit ekatero bộ nó này luôn được bên này lợi sẽ còn ăn sma sồn mà bây giờ thà limit mà ekatero mà bộ của nó này luôn được pen này x mà lượng x lượng chi cái đấy mà trong meta ăn nhưng thông như sồn cho nên cứ smart lắm sồn hàng đầu mà ok chứng hàng lại nó cứ sồn á mà ok chứng cái lại nó cana sồn nhưng bạn pi bột sồn cứ smart lắm pi nó chứng là sinh trong tập bốn chút tóm tiếp anh em mà limit x cái đó sồn và này fx chương này xa tay ăn ở cung dưỡng cứ chạp pi nhưng mà đấy cứ chạp pi bộ còn non mà sorry chạp pi son rồi chạp pi son bộ từ mà son bộ từ đó là mà
Ok, phụ cái này nó như tôi đã xôn bốc. Mua hát ăn xôn bốc. Mua hát ăn xôn bốc, mình đi thay ra xa tay dưỡng mờ. Đang cũng nói rộng hoa nó cùng dưỡng. Cứ như mạch đài, mình đi thay như tôi đã xôn bốc đối xa tay Y, Small, Lone, Pen, X. Cứ đang cũng nói mình thay X không dưỡng xôn. Ok, rước có X khá tổ rốc xôn bốc tầm đồ. Ok. Chứ mình thấy nó không ăn được cùng logarit bao dưỡng phần thời chám logarit Y mà luôn được bên này x cứ x thông chứng xôn chứng nịch hãy rưu cầm mình thấy x cơ tổ xôn bộ chứng nịch ná x cơ tổ xôn đó cực mình tầm lại tê ná cực mình này tê chương ban đang dịch vụ x cơ tổ xôn xôn bộ mà chương lại ní dương ban được chia phí mà anh ấy bộ nâng x cơ tổ xôn đó xôn bộ cứ dương phở rủ môn nó mạnh mạnh ai cái tờ son bốc đấy cứ đủ muốn đấy cứ smart nắng đo anon đầm đo mà ok cho nên đo anon và lơ son son giống đấy cứ son bột mà ok chẳng chấm lại giống với con chía đây là bạn đo á anon ok chúng ta bốn ai chơi trời ơi người ta cứ chúng nói bao nhiêu cứ smart đòn ăn bà tâm tiết kia bao nhiêu rock smica sim tốt cho năng sim tốt đê này si mà chương ta smica sim tốt miên thủ môn đội mình đấy chương bốn xã chơi mất ta sim tốt cho smart ấy sim tốt đê smart ấy các công cạn này đi ok chương dương thời trên pi thủ môn là sim tốt mà chúng con cho room slide và ta dùng bàn sim tốt cho mà ai sim tốt đây mà ai và hay dùng chụp ra pin mua hạt phong thà ta dùng ai thay nhận lấy chẳng dùng bàn mình đây và xin tốt đấy xin tốt đấy khu lực bê đa là y mà nóng bê nào mùi tới và hai limit hay kết thúc bột đô non này fx và mà bê thì bấy xin tốt tết và cứ y và smart là ax bộ bề thì chân ai tha á và smart là limit cái tờ bộ đồ non này fx lx và b smart limit cái tờ bộ đồ non này fx và đo ax okay. Bà chân mà còn à lỡ ta dương ban cho như mặt này chân là bay đăng lý dương thẩm nghiên của môn đời bản đề nhé như đây tha xin tốt nên bay cả này bay cả này của rùm thầm nó còn ai ra screenshot rùm môn đi bán cho mê tha xin tốt nên xin tốt cho cứ x mà a dương ban limit x cơ tổ a nam môi tới bạn chỉ chung luôn thế ai xôn tiếp đây
effect គឺ smart book don non asymptote គឺ lutra តែ ekatoro book don non effect smart b នៅ asymptote trade គឺ egress smart a x book b នៅពេល ដែល a smart limit ekatoro book don non effect លើ x ឬនឹង b ekatoro book don non effect ដល់ a x ណា អញ្ចឹង អាច see ជា ទម្រង់ canonic ក៏បាន okay ចឹង នេះ គឺ ជា រូបមន្ត របស់ វា ណា តតង នឹង asymptote គឺ មាន ចំនួន 3 ករណី ហើយ asymptote trade ប៉ុន អាច ប្រើ វិធី យ៉ាង ទៀត គឺ ទម្រង់ canonic ឬ ក៏ យើង យក យើង តាំង epsilon ណា មួយ ដែល fx ស្មើ នឹង ax + b + epsilon ដែល limit control + non នៃ epsilon នៃ x ស្មើ នឹង 0 ណា កាល ណា យើង ពាក់ limit អនុគម epsilon មក ស្មើ 0 នោះ ធ្វើ ឲ្យ y ស្មើ ax + b ជា asymptote ត្រូវ តែ ណា អូខេ ចឹង ណា នឹង មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ណា x + a ក៏បាន បងប្អូន ព្រោះ ហេតុ អី ព្រោះ x យើង ស្មើ a ជា asymptote ឆោ ណា បាទ ឡើយ នេះ បាទ មាន ថា x ក្តារ x ស្មើ a ជា asymptote ឆោ ចឹង x ក្តារ a តែ ម្ដង អូខេ បាទ នេះ គឺ ជា រូបមន្ត ផ្នែក នៃ asymptote ណា ចឹង យើង មាន ចំនួន 3 ករណី ចឹង យើង គន គណនា ធម្មតា មក យើង វិចារ ថា យ៉ាង ម៉េច ដែរ បាទ ឡើយ នេះ ពូន វិចារ មក ថា asymptote date asymptote cho đây ni pe blong pon chlai đu ni hay ban trâm trâu mao ko ni ku kon ra se ba on chi chmlai te chung pon ra se đu ni hay ban trâm trâu limit x asymptote cho ku x smal nung 0 ba yo na khang phong khang y ba khot rop do non okay yang vi tiet asymptote asymptote d admin trade tế cứ y gạch smile chim mùa nông phi tam đông ni mà phi ni do ni mà pra ná và client chia khang x mà cut the rope bô con non ná ok cứ con năng ná và okay ចឹង នេះ គឺ ជា ចម្លើយ បាទ មាន ថា asymptote cho គឺ x ស្មើ នឹង 0 ចំណែក asymptote d គឺ y ស្មើ នឹង 2 នេះ ណា okay ហើយ ខាង x ក្តារ បូក non អានេះ ខាង y ក្តារ non okay បាទ ចឹង សង្ឃឹម បងប្អូន យល់ បាទ មិន តាន់ ទេ okay បងប្អូន អត់ តាន់ ឡើយ ណា បាទ ណា ជួយ បញ្ជាក់ ផង ជា វិជ្ជា ថា អត់ តាន់ តាណា ត្រី ទី ម៉ាន ត្រី ទី 1 ឬក៏ ត្រី ទី 2 បាទ អញ្ចឹង នេះ គាត់ ជា លំហាត់ ស្រាល ស្រាល ទេ បង គាត់ ជា លំហាត់ ស្រាល ស្រាល ទេ ការ អាច និយាយ ថា ជា លំហាត់ ដំបូង គេ អញ្ចឹង ងាយ ស្រួល បាទ អត់ ជា បញ្ហា ទេ បាទ អូខេ អញ្ចឹង បាទ យើង មើល លេខ តម្លៃ limit បាទ ត្រឹម ត្រូវ យើង មើល តម្លៃ limit មក limit ឯ កត្រ របុក បណ្ណន គឺ ស្មើ នឹង 2 វា ដេក ហើយ ណា ហើយ ចំណែក ឯ កត្រ តម្លៃ a នោះ 1 ស្មើ 4 ដល់ណន វា ឆ បាទ okay អញ្ចឹង okay បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម បន្ត ទៅ មួយ ទៀត បាទ ព្រោះ okay បាទ ឥឡូវ យើង មើល លេខ 2 គណនា derivative f' នៃ x សហាយ សង ធារណធារភាព នៃ អនុគម fx អញ្ចឹង នៅ សារ តែ fx ដោយ យន្តការ វិចារ ដោយ mà f dương mà sma nó 2 bộc chủ mua nó lô nó x mà lơ x lê chi grê và ok cứ con năng ná cứ chia nó cùng x f x bộc dương chẳng cái này ní số tha dương ban f prime này x sma mà này mà cùng nó như cho rõ f prime này x ná mà chúng như miền rụp môn kia mà phục nông ca kể ni để về này ăn cơm lô gửi này phải như miền rụp môn kia đây mà như miền rụp môn ấy khác mà chúng con chú kiện ni mà thật ta mà đây mà ok chúng như miền rụp môn tìm mũi cứ ôi lô về mà người chụp prim mà cứ mà nâng ôi prim về
lovey gray ok đấy con trà nắng hay phơi của môn lôn đẹp này ấy mà nó chỉ prim mà nó mùi lợi ấy mà ok, lấy chấm phim to to ok vào nát và ok chương môn kệ ni lồng hạn ấy chương thời chơi rùm môn sân mà cứ rùm môn oil away mà oil prim về đó về prim oil away cái đấy ok thì lâu nay bên này lịch prim mà môn lượng x chương này là x phải còn pi cứ mà nó pi còn x phải còn pi đó môi mà nó pi còn x rồi còn x phải còn ăn cứ mà nó ăn và còn x phải còn ăn đó mùi vào nát ok nick cứ chia rồi muốn đi chơi từ anh ở quán nó không ngon mà ok chương không cả này nick chơi được về pi máu cứ sâu nè mà ok hay tóm tiết chương phải rồi muốn oil về cứ xem oil prim về oil prim về đo về prim oil ok lên cái này anh lấy lấy chiếc ghế hay xoay con kỳ tiệt mà ok bà tóm tiền ta như trợ phơ bơm để đai và ok bà chương này như cài chia để về luôn để x cứ mua lượng x bà hai con chúng mua lượng x kế bà anh ấy để về này x kế mà anh chia px ba luôn là bên này anh em bạn chia x còn 4 ok từ phần nắng hay tóm tiết khi như bạn ấy khai chia x kế căn mũi x để sợ x mà anh ấy đo phi x ba luôn là bên này x nửa x xoay con 4 mà ok hay tóm tiết giá anh tính chính anh chỉ cái tài này anh khai thì chia muối đỏ nồng phí mà luôn cái này x mà chai cho mua nồng x và cuốn buồn ok anh ấy cứ chia đều về mà nè ok hai bữa tôm tiết không cả này ní cứ cùng non bao dưỡng cứ dùng trong kệ này đều về và nâng cái đều về cho bà đến ní hiện đại đội ní hay kịp không đến ní prim để x cứ sma x và chúng ta nó muối đỏ pi luôn được cái này x lửa x xoay cuốn buồn ok nè và hai bữa tôm tiết cứ cái trong như sang tràn thời phi mà ok cái trong như sang tràn thời phi chân sang tràn thời phi chúng tôi đừng đặt lại mà cái này phone ai sử dụng ban mà cái này phone trong sử dụng cứ sử dụng ban hay đây bạn sử dụng ban phone ai sử dụng tới này xoay con môi này xoay con bốn cái chia xoay con bay chân phone ai sử dụng ban này xa tại thông dương sâu nữa ok và tay dương mạch đã sử dụng của bạn này giờ đã bản năng tới cọ chụp ảnh hai đây mà ok hai song tra thể phép trong là bay song tra thể phép dương thời xuất xa xin nhà bọn prim này sân mà trên như bạn prim này và smartphone ok chúng ta mang được chia x cái ta chúng muốn mỗi đo pi luôn được bên x và smile chúng muốn số chúng ta mang x smile số mình dọc đấy
mình dọc tế và hai đấy pro pro ấy thông chiến sôn mà cái pro ấy dưng thông chiến sôn pro luôn bên ấy cứ ấy thông chiến sôn á dưng ở lại dọc ấy mà sôn mà tế mẹ thay dưng thời thì dọc ấy để thông chiến sôn mà ấy sôn rư có mà rư có muối đỏ pi luôn bên ấy và mà sôn cha là nên nhận tìm anh chia đỏ phí luôn được bên này x mà đỏ muối nhận tìm ban luôn được bên này x mà đỏ muối được phí mà ok chương bắt tạm tiếp nhận tìm anh chia x mà nâng ở xoay con muối lớn phí mà nó ok chương x mà nâng ở xoay con muối lớn phí rồi có ở son chót pram ok lại đi okay, chúng cái này phun trong đã x phải còn bay à này mạch miền x của bạn này bọn này sử dụng bàn pro không cả này ní x chương thông chương sơ sạp và cái này x thông chương số cứ ở bằng hà thì chương ai sử dụng bàn á ok chúng như chung một đo mùi tiệt mà pro mà nó phải bắn nắng và hay vậy thì chúng ta cứ chương trời sức xa nhà bảo hành không được sân á chương đồng bay sực sáng cứ dân khơi mặt đai dân con cứu tàu ra nhà mùi máu dân ban nickline chia x và nickline chia y prim nhé cho nên việc này chia ơ anh ấy sôn và anh ấy ơ soi con sôn trực pram mà nhấn rồi còn anh nắng hay small bộ còn non và phần tay xua tha cái lái nắng dân đại sinh nhà dân bộ được đỏ và ok chương sư tha bốc được đỏ không cả này đi chương dương ban tờ rang sinh nhà dân cứ bám đi và nó chương sư tha dương đã bốc đỏ rồi còn đỏ bột rồi dương miền cùng đi và anh cùng đi dương rồi khởi mạnh mấy cứ đi và cứ anh cùng đi mà ok anh cùng nắng chương sư tha dương đã bốc đỏ rồi còn đỏ bột ok và đi ăn cùng đi chương như rồi khởi phần năng ấy và chương ok chương như su thà này với như đạn thà đỏ bốc được bột đỏ và bột đỏ ok và đỏ bột ok chương sau tự nhiên hạt phao và bạn còn bạn đỏ bốc và để rồi chúng mình ăn cùng dưỡng cứ muối đỏ lô đỏ pi luôn được bên đấy x mà sâu nữa ok và trâm trời và ok và nè sư tha viện bốc được đỏ ok ok và con mà chân thịt tràn đỏ bốc và ok đỏ bốc nhưng con khác có bốc đỏ này có tam năng đó ok chương trăm tí tiết cục làm chúng lời ta dân trời phơi dạng mắt ở đằng tha bột đỏ rồi có đỏ bột ở chỗ mà chân khu trong thôi chia còn ở trong đằng ta ta còn cho dạng mắt như trăm khu chui ca xung quanh cái tam năng đó ok ok chương miền phun khác gọi sài bột đỏ phun khác gọi sài đỏ bột ok chương sau miền mù là hạt cứ sống khăn còn miền mù là hạt mà phun phun gọi và còn chỉ miền mù là hạt và còn ra thật ta mù là hạt ấy ban chỉ kêu ban chỉ sorry hai đấy ăn chỉ lùm hạt nắng đỏ bột được gọi bột đỏ nè phun lùm hạt nè thì chọn đã tầm tầm ngoài nè và ok chương lại đấy dừng chọn ok mi ya miel ok mi ya mi ok chúng nơi từ miền bột đỏ đỏ bột đỏ chúng con thực chạm nó không ca sực xa thì phiên xong grab cứ con thực chạm mà cái line đã sinh nhà nó cứ chỉ chúng nó sống khăn mà miền tham và sân bay chúng đã sinh nhà tới
ការគូក្រាបយើងក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែវាយើងដាក់សញ្ញាខុសការគូក្រាបយើងគឺបានតែលទ្ធផលខាងលើទេវាព្រោះការដាក់សញ្ញាហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទអូខេអូខេបាទបាទអូខេអញ្ចឹងគូកែឲ្យបងតាមម្ដងគូជួយសម្រួលឡានេះយកដាក់ព្រោះធៀបពិតយើងត្រូវសិក្សាសញ្ញាមុនណាហើយព្រោះយល់មើលនេះបាទ1.2លុនីពេនអេបាទណាអាហ្នឹងគួយឲ្យព្រមយើងយកសញ្ញាតាមហ្នឹង1.2លុនីពេនអេបាទយើងដឹងថាតើធំជាង0នៅពេលណាណាអូខេយកដាក់ធំជាង0មកនៅពេលណាគឺធំជាង0អានេះខ្ញុំបានដូចជា12ដូចនៅពេលនេះ x ធំជាង11ឃើញទេបាទតំទៀតនេះបានដូចជាលូនៅពេលនេះ x បាទអានេះយើងបាន11លើ12បាទអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសួរថាបោះទៅអញ្ចឹងសួរថាសញ្ញាយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរត្រូវដូរសញ្ញាឬក៏អត់ដូរសញ្ញាបាទព្រោះយើងនឹងហៅថាក្នុងការបោះសញ្ញាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែច្បាស់តែម្ដងអូខេឧទាហរណ៍ថាអូខេអញ្ចឹងគូវីដេអូឡាយនឹងតិចបាទអូខេវីដេអូឡាយនឹងថាតើវាដូរសញ្ញាឬក៏អត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដឹងថាមេគុណរបស់នេះគឺមេគុណរបស់ x អូខេមេគុណរបស់ x គឺធំជាង0បាទជាយល់បានឡាយនេះគឺក្នុងករណីដែលធំជាង0នេះគឺអត់ដូរសញ្ញាទេបាទណាអូខេយើងបោះមកគឺអត់ដូរសញ្ញាទេបាទអូខេបាទចុះឡាននេះវាបោះមកគឺធំជាង5ឬ3បាទអូខេនេះឡាននេះធំជាង10ឬ4អូខេចុះឡាននេះវិញគឺតូចជាងតើជាធំជាងឬស្មើ4ឬ13ទៅវិញណាអូខេហើយនេះឡានជាតូចជាងឬស្មើ7ឬ16ណាអូខេចុះមានថាគឺត្រូវដូរសញ្ញាបាទណាគឺឡានហ្នឹងវាត្រូវដូរសញ្ញាបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បងតនអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយកដូរសញ្ញាមកបាទគឺទៅជាតូចធំជាងទៅទៀតតូចទៅជាងណាអូខេបាទនេះយើងបានដូចជាលុនីពេនអេអឺតូចជាង1ឬ2ឬក៏ស្មើនឹង 0.5 ហ្នឹងលុនីពេនអេអេបាទតូចជាង 0.5បាទយើងមានរូបមន្តតទៀតបាទកុំម្ដងឡើយហ្នឹងយើងមានរូបមន្តតទៀតរូបមន្តដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងគឺមានន័យថាលូនីពេន x តូចជាងឬស្មើលូនីពេន a នោះមក x បាទយើងមិនដាច់ជាមួយនឹង a បាទជឿមានថានៅពេលដែលគេមាននេះបងណានេះយើងត្រូវប្រើរូបមន្តភាសាទៀតបាទរូបមន្តយើងហ្នឹងគឺលូនីពេន x ទៅជាស្មើលូនីពេន a អញ្ចឹងយើងលុបលូនីពេបានគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងណាអូខេចំណែកមួយទៀតគឺឧទាហរណ៍ថាគ្រូមានលូនីពេន x ធំជាងឬស្មើតម្លៃ b ណាមួយចុះជាងបាន x ធំជាងឬស្មើអឺស្វ័យគុណ b ណាអូខេទី3ឧទាហរណ៍ថាលូនីពេន x តូចជាង5ណាមួយទៅ5ឬអញ្ចឹងបាន x តូចជាង0.5ណាអូខេអញ្ចឹងសង្កេតពីបងតាន់ហើយឡាននេះយើងបានដូចជា x យើងយ៉ាងមិនដែរគឺឲ្យយើងតូចជាង0.05បាទ
ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថានៅពេលដែលy prime យើងនោះ y prime យើងនោះធំជាង0គឺនៅពេលដែល x តូចជាង 0.5 អញ្ចឹងនេះវាប្រកាសជាបូកអូខេកន្លែងហ្នឹងណានឹងម្យ៉ាងទៀតអូខេនេះគឺជាទំព័រទី2នឹងម្យ៉ាងទៀតនឹង y prime ស្មើនឹង1ដល់នឹង2លោកនៅពេលដែល x បាទអាតូចជាង0នៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងបានទៅជាដល់2លោកនៅពេលដែល x តូចជាង11វាបានលោកនៅពេលដែល x ធំជាង11លើ12ជាងបានលោកនៅពេលដែល x ធំជាង1លើ2វាបាន x ធំជាងអឺសេគុណ1លើ2ជាងបាន x ធំជាងអឺសេគុណ 0.5 ណាអូខេអញ្ចឹងអានេះវាខ្លាំងទៅជាមានន័យថាមិនខ្មិចមានន័យថានៅពេលដែល y prime យើងហ្នឹង y prime យើងហ្នឹងគឺតូចជាង0គឺនៅពេលដែល x ធំជាង 0.ធំជាងអឺស្វាយគុណ 0.5 ណាអញ្ចឹងយើងបានអាហ្នឹងតូចជាង0គឺសញ្ញាដកបាទតូចជាង0សញ្ញាដកនៅពេលដែល x យើងគឺចន្លោះពី0.5ទៅ4ណោះមានន័យថាធំជាង0អឺស្វាយគុណ 0.5 បាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនតឡើយនេះឡើយអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅមួយចំណុចទៀតគឺគេឲ្យយើងធ្វើឲ្យដែរគឺគេឲ្យយើងសង់តារាងអធិរភាពណាអូខេសង់តារាងអធិរភាពអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបានប្រហែលហ្នឹងហើយបន្តទៀតយើងសង់តារាងអធិរភាពអញ្ចឹងមុននឹងសង់តារាងអធិរភាពយើងវិចារកប្រាប់គេសិនបាទវិចារប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចដែរវិចារប្រាប់ថាy prime បាទធំជាង0គ្រប់ x ជារបស់ពី0ទៅ0.5អញ្ចឹងនៅចន្លោះហ្នឹងនាំឲ្យ y កើនបាទអញ្ចឹង y មួយទៀតទៅជាង0បាទគ្រប់ x ជារបស់ពី0.5ទៅបូកអណនបាទចឹងនាំឲ្យ f នៅ y ចុះតែម្ដងតំទៀត y prime ស្មើ0យឺបាន x ស្មើនឹង e សេគុណ 0.5 ហើយតំទៀតយឺបាន f នៃ e 0.5 បាទស្មើនឹងម៉ានដែរអូខេអូខេបាទសន្ទុះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើល s f នៃ f នៃ x ស្មើម៉ានដែរយើងដល់ដល់ f នៃ x បាទយើងដាក់មកដល់ f នៃ x បាទស្មើនឹង2បូកនឹងលោនៅពេលនៃ x បាទលើ x ក្រេអញ្ចឹងយើងបានជា f នៃ0.5 បាទគឺស្មើនឹងអីដែរស្មើនឹង2បូកជាមួយនឹងលោនៃពេលនៃ e សេគុណ 0.5 ចែកនឹង e សេគុណ 0.5 អូខេលើជាការការ៉េបាទបាទគឺប៉ុណ្្នឹងអូខេហើយនេះយើងអាចទៅសេបន្តមកទៀតបាទយើងសេបានដូចជាយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្នុងផ្នែកនេះយើងសេបានដូចជាអានេះយកបានជា2បាទបូកអានេះតម្លាក់មកបាន 0.5 គូសុំសេលឿនបន្តិចបាទអានេះយកបានជាអឺបាទអូខេអញ្ចឹងវាខ្លាំងទៅជា2បូកនឹងអានេះបាន1លើ2អឺបាទអូខេអញ្ចឹងវាខ្លាំងទៅជា2បូកនឹង1ចែកនឹង2គុណនឹងអឺគឺ7ចុច2ចុច71បាទអូខេឬក៏ 2.7 អញ្ចឹងវាស្មើនឹង2បូកជាមួយនឹង1លើ5.4អូខេអញ្ចឹងសួរថាតើស្មើនឹងប្រមាណណាក្នុងករណីនេះបាទអញ្ចឹងនេះ2បាទ
1.5.4 អូខេស្មើនឹង2បូកនឹង 1.5.4 គឺបានហើយបាទអឺ 0. ប្រហែលជាបាទ 0. អឺ 0. ប្រហែលដែរបាទបាទអូខេបាទ 0.18 ណាអូខេ 0.18 នេះស្មើនឹង 2.18 អូខេគឺប៉ុណ្ណឹងណាបាទអរគុណអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងបានអានេះគឺ 2.18 បាទអូខេអញ្ចឹងយើងពិចារណាមកអឺ Y prim ដូរសញ្ញាបាទពីណាទៅណាដូរសញ្ញាពីបាទយើងដូរសញ្ញាពីបូកទៅដកបាទអូខេបាទដូរសញ្ញាពីបូកទៅដកបូកបាទទៅដកត្រង់ x ស្មើនឹងអឺអឺស្មើគុណ 0.5 អញ្ចឹងដូចនេះនាំឲ្យ f បាទមានអតិបរមាបាទត្រង់បាទ x ស្មើនឹង e ស្មើគុណ 0.5 y ស្មើនឹង 2.18 អូខេអញ្ចឹងតើបងប្អូនវិចារគេអញ្ចឹងបានបងប្អូនអាចគូតារាងធ្វើពីបានហើយតើតើបងប្អូនវិចារអញ្ចឹងអូខេណាបានយើងអាចគូតារាងធ្វើពីបានណាអញ្ចឹងគូតារាងធរភាពយើងយកតាមតារាងសញ្ញារបស់ Y prime អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតារាងធរភាពមកបាទគឺនេះយើងយកសញ្ញាតាម Y prime ណាអញ្ចឹងអូខេនេះគឺជាតារាងធរភាព Y prime សូនានេះអឺសូនសូនជា5នឹង 2.18 បាទនេះគឺកើនចុះបាទនេះគឺជាបូកនេះគឺជាដកអឺ x ទៅត្រង់សូនវាចេញមកដល់ណន់នេះអឺ x ទៅត្រង់ទៅ2អូខេបាទអញ្ចឹងយើងបានតារាធរភាពនេះមកនេះគឺជាតារាធរភាពរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងអឺបាទអញ្ចឹងយើងចប់លំហាត់តារាធរភាពហ្នឹងហើយយើងចូលមកដល់អីមួយទៀតបាទគឺបន្ទាប់ពីចប់តារាធរភាពនេះគឺជាតារាធរភាពបងប្អូនអាច screenshot ទុកបានណាទុកមើលបាទអូខេអឺបាទបន្ទាប់ទៀតយើងមានយមលេខ3បាទគឺរកកោនេះចំណុចពិសោធន៍វិញក្រាប C និង asymptote ដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានដោយ C គឺតាមដោយ fx បាទគឺស្មើជាមួយនឹង2បូកលោនៅពេលនេះ x បាទលើ y ក្រេបាទអញ្ចឹងចំណែកឯ asymptote ដែរគឺ y ស្មើជាមួយនឹង2ណាអូខេបាទអញ្ចឹងមានថាយើងឲ្យស្មើគ្នាដើម្បីរកចំណុចពិសោធន៍យើងឲ្យស្មើគ្នាយើងបានដូចជា2បូកលោនឹងពេលនេះ x នឹង y ក្រេបាទស្មើជាមួយនឹង2អញ្ចឹងទីបានដូចជាលោនឹងពេលនេះ x នឹង x ស្មើនឹង2ស្មើនឹង0អញ្ចឹងទីបានដូចជាលោនឹងពេលនេះ x ស្មើ0ទីបាន x ស្មើនឹង e ស្មើ0ស្មើនឹង1បាទអូខេ x ស្មើនឹង1អញ្ចឹងចំណុចបិសពគឺចំណុចបិសពគឺវិញក្រាមស៊ីនតូដេគឺយើងអាចថាចំណុចឯដែរ abc x ស្មើនឹង1 y ស្មើនឹង2ណាអូខេ
ើយបន្តទៀតយើងឲ្យស្គាល់សង្គ្រាមនេះស៊ីក្នុងតម្រុយតែមួយណាហើយគេឲ្យតម្លៃយើងមកប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេបាទហើយអញ្ចឹងយើងមានសង្គ្រាមអូខេអញ្ចឹងក្រាបបូនគូរបៀបណាដែរដើម្បីគូក្រាបបានគឺយើងត្រូវប្រើតារាធិរភាពនេះណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងគូក្រាបយើងត្រូវសិក្សាចំណុចបន្សល់វិញក្រាបនឹងសិមតូដេកសិមតូឈរជាមួយក្រាបជាមួយអូរ៉ូណេនិងអាប់ស៊ីណាអញ្ចឹងយើងគូតារាធិរភាពគូក្រាបទៅតាមហ្នឹងហើយយើងបានសំណងក្រាបបាទអូខេត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមុននឹងយើងសង់ក្រាបគឺយើងត្រូវរកចំណុចពិសោធន៍វិញក្រាបនឹងអាសិនមកនេះជាចំណុចសំខាន់ណាអញ្ចឹងដើម្បីរកចំណុចពិសោធន៍វិញក្រាបនឹងអាយើងមានអា2អា x prim x ជាមួយនឹងអា y prim y អូខេហើយកន្លែងនេះយើងបានមិនដែរយើងបានយើងរត់រត់បានអីបាទអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងរត់រត់បានអញ្ចឹងយើងបានh យើងស្មើប្រមាណមកអូខេ h ស្មើមកនៅធ្វើឲ្យកន្សោមហ្នឹងស្មើ0អូខេអញ្ចឹងមានពូណាឆ្លើយបានទេគេតើពូណាអាចបកកាយរត់រឹសបានទេរត់រឹសថាតើ2បូកលុះនេះពេលនេះ h លើ x រេហ្នឹងតើស្មើ0ហ្នឹងស្មើ0ហ្នឹងទីមាន h ស្មើមកដែរបាទអូខេចឹងមានពូណាអាចឆ្លើយបានហើយបាទប្រសិនអឺ y ព្រីម y យើងគឺយើងគ្រាន់តែឲ្យ x ស្មើ0ជាការស្អាតបាទអញ្ចឹង y ស្មើ0យើងទីបានដូចជា f នៃ0គឺបានដូចជា2បូកលូននៃពេលនៃ0នៃ0ក្រេអញ្ចឹងគ្មានណាគ្មានតម្លៃគ្មានតម្លៃអូខេបាទគ្មានតម្លៃគេក៏គ្មានន័យណាគ្មានតម្លៃដែលអាចកែនេះបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះ x វិញអញ្ចឹងមានបូណាបកែទេថាតើជាបាន x ស្មើមកដែលធ្វើកន្សោមនឹងស្មើ0ណាបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បាទចឹងមានពូណាអាចឆ្លើយបានថា x យើងស្មើមកដែលធ្វើឲ្យ2បូកលុះនៅពេលនៃ x លើ x រេស្មើនឹង0ណាអូខេ x ស្មើ1 x ស្មើយើងយើងអាចចំនួនចូលទៅស្មើ1អូខេជាមានបូណាអាចឆ្លើយមកទៀតបាទព្រោះគូចង់ដឹងទៅតើបូនមានយោបល់មតិយ៉ាងណាជាមានបូនខ្លះក៏ឆ្លើយអណនបូនហៅឆ្លើយមួយបាទជាមានបូណាអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹងមានថាយើងចង់រកចំណុចពិសោធន៍រវាងក្រាមនិងអាបស៊ីជាចំណុចថាអាបស៊ីហ្នឹងកាត់នៅចន្លោះណាអូខេឬក៏កាត់នៅត្រង់ណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយបងក្នុងចំណោមចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការសិក្សាធិរភាពសង្ក្រាបចំណុចពិសោធន៍រវាងក្រាមជាមួយនឹងអាអរណេគឺជាអានឹងងាយស្រួលប៉ុន្តែចំណុចពិសោធន៍រវាងក្រាមនិងអាបស៊ីមានការលំបាកបន្តិចព្រោះហេតុអីព្រោះពេលខ្លះអនុគមខ្លះគឺរឿងយើងពិបាកក្នុងការរឹសព្រោះពិបាកក្នុងការរឹសគឺយើងអត់ដឹងថារឹសវានៅត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងការគូក្រាបរបស់យើងក៏គាត់ជាយើងគួរអត់ចេញទេនៅពេលដែលយើងរងចំណុចពិសោធន៍រវាងក្រាបនិងអា
áp xì ở bàn mình chẳng ấy và pro thay trong ca sơ sai thì viêm sọn cái này thì đăng ký chúng nó bị sọn viêm cầm đằng ấy chẳng bật xem chỉ dương bây giờ đặt cái này thì khmien khmien tầm lại ấy đã thôi ao pi bộc lộ nếp này ấy lựa cái race mà sơn thế nút cầm của mọi dương mình cần áp xì hỏi tập về lại này mình cần on này thì chẳng mình cả xe mình cả on này thì mà bây giờ dương ba là này thì khmien tầm lại được lại như này nè khmien chấm lái chương lại này dùng bàn f miền grab và c mà mình cắt a mà ordinate và ok ok và những trăm tí tích group rap bị cần lực ta tha cần lực na đại chương ai rô rô bàn không cả này đi và nếu chưa chúng ta chúng khăn môi không chúng non chúng non chúng khăn xem xem tiết đã tệ toan chúng mưu nâng ca sử xa thế phim xong kram là ai và chương phone bạn đi cái slide pi ok ok slide con đỏ pi và ok và chương cụ prap chấm nói thêm đồng phun chương đầu bay sơ sài thêm phim song cram đặc nông ạ cùng ní cứ dừng trở tại sơ sài chấm nói sau rồi cram đặc ạ ordinate đặc ạ si áp xí cứ miền ca sục xoay một tích chúng lại lấy nghe sâu đây và chân chụp bua hơi đáy chụp bua chụp bua hơi đáy mà cứ chụp bua không cả này ní ở từ expo logarit cứ dân thơ phơ thử sử dụng bọn này cái nào đấy terus dapat orang lain kenal lah, okay. Jadi terpraktis dapat orang lain kenal. Dapat je cuma nui ba, okay. Jangan yo riu mah, tumlai omata, tumlai F ni man, ini mui ba, okay. Ini mui kus ma man. Jangan ini mui cuma ni je pi yo riu tumlai, lain nung mana je lo ni mui, pen ini mui le mui kere. Jangan kaya je pi buk sol, kaya je pi ba. Jangan thom jeng sol ma. Chúng tôi rồi tầm lại nam mùi tiết đã thua ấy tôi chiến sôn pro côm non dương chân đã tầm lại nam mùi đã thua ấy vì tôi chiến sôn đấy chân dương chưa rồi tầm lại mùi tiết đã thua ấy vì tôi chiến sôn mà chân tầm lại nam đã thua vì tôi chiến sôn ưu tiên hoa đặc nhom chưa rồi f và nên mùi là và ưu tiên hoa nhom rồi hết và mẹ thả này cứ khi mà riêu tầm lại dò đó, khi mà riêu tầm lại dò chân F này mùi lỡ, cứ dừng con đạn này mong ăn phí bột lô nè phê này mùi lỡ và anh ấy chai chứ mùi nè mùi lỡ và anh ấy chơi gà rầy chân khai chơi phí anh ấy đỏ, đỏ mùi của anh ấy, dù mê rụ một mùi cứ lô nè phê này ớ xma nè mùi mà chấm nai luôn được bên này mùi lửa ớt mà nó đỏ mùi mà nó cứ mà đỏ mùi nhé ok chân dương do nó một prá cơ này khai chia đỏ mùi thêm đòn đỏ mùi anh ấy ơ gây của bọn làm nữa anh chị ơ gây mà chân và khai chia pi đỏ ơ gây chân pi đỏ ơ gây cứ mình thay vì tôi chiếm sồn chân mình thay anh bao dương cứ chi chân lo hay đấy chân lo pi của ấy dưỡng được chân lọc bên nào ok ấy sẽ rô được rưu mũi dạng tích nào chân lọc chụp bản ấy bị mũi tới bị mũi lửa ớ phụ mũi lửa ớ bị tổ chiến tới mùi và ok cứ mê tha dư miên xùm lọc bật sau rồi bên kram nặng ạ 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
chỉ lo thì số mùi lỡ tàu mùi đó mùi lỡ cứ mùi chạy được pi chơi chơi mùi mắc hơi nhiều mà ok anh ấy cứ chỉ chuẩn bị sầm khăn mà không chuẩn lo chuẩn bị tự ăn nắng chương dương miên và phần nắng hay dương sang gram mà và chương không ca cụ gram chương dương cụ gram dương tơ cụ ấy khá anh ấy cứ chia ra thì phim chương dương cụ tan ra thì phim mà chương không ra thì phim cứ sầm khai tăng bên lơ mà hỏi chẳng dùng con cù máu mà chẳng dùng bàn đi mà ok con cù cram trong máu hay dùng bàn asymptote để cứ pí muối pí và ok chẳng con cù ok chung như cục crab máu như cục điện nào đấy bà ok chung như miên là năng cử chìm cú sống cú tầm đó mà ok bà năng cử chìm rạch xe mạng phí chè xin tốt đấy ok bà hợp tâm tiết chung miên là như cú tiểu tự tốt biệt cú xin tốt đấy cư dân cư hòa chúng ta tiệm bạc màu ớ xoay con xôn trịt trăm chân ớ xoay con xôn trịt trăm cư sạch kê áo như dân mới này bà cư mùi chất hốc trăm mà bà hà là mùi chất hốc trăm ok mùi chất hốc trăm chân như bà nít mùi chất hốc trăm cư nồn ai đây bà cư nên muối và nước pí chân x mà nên son chơi hộp bầm âm muối chơi hộp bầm nên là chân về tập pí chơi đầm bảy chơi nên bảy chơi đầm bảy cho obama ta này cho muối chơi hộp bầm nên pí chơi đầm bảy ok lấy chữ chúng nó nhận tệ bạn mà nó lấy chữ chúng nó tệ bạn mà hợp tâm tiếp dương rồi cái đá gì rồi chúng nó bị sao bởi viên kram là ạ mà nhắn cơ chúng nó bị sao bởi viên kram là ạ cứ như rồi khơi mấy cái chuyện lo khi mùi lỡ tờ mùi đó trong viên nơi khỏi mùi đi mà nên chúng chặt tôi tờ mùi cứ chụp phí mà chương viên đầu đồng lên đó ok chương dương ai thà là tình nắng hay tôm tiết cứ dương cắt áp si cắt sinh tố đấy nó trong y mà nó pi x mà nó mùi đó ok chương phần đồng chương dương ai cù thà thà thì tớ và chương dương cù cà mò cù tam này vì ớt cắt ạ, ớt này tế nhưng cắt ạ xì ngon bà về cho rô một tí bà ok, mình lên chân lắm ok và cứ phần lần mà ngày nay dương còn là cùng một gram đó và cho miền tây bị cắt áo xin nhé và sau này không cần lấy euro được thôi tế cứ dương ở lại cù cắt áo xin và nên cho miền tây dương cù gram một chân gì chân từ lo bảo bình ca pratisibot
តម្លៃកណ្ដាលបាទគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការរកចំណុចពិសោធន៍វិញក្រាបនឹងអាផ្សីណាអូខេហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតបាទព្រោះបើសិនជាយើងអត់ចេះប្រាថ្នាទ្រឹស្ដីបន្តនេះទេយើងអាចរកថាតើនៅចន្លោះណាដែលធ្វើឲ្យអានគុំហ្នឹងកាត់អាផ្សីទេណាអូខេអញ្ចឹងពូនធ្វើប្រយ័ត្នប្រយែងតទៅក្នុងផ្នែកនេះព្រោះពីច្រើនសិស្ស100នាក់អាចធ្វើចេញប្រហែលជា5នាក់ឬក៏10នាក់ទេដែលនឹងអំពីអត់ទិសរីមនតម្លៃកណ្ដាលណាអញ្ចឹងសង្គមតពលនេះអានេះគឺចន្លោះពី1ទៅ1លើនឹងឯងមិនមែនវារកឃើញហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងគឺជាក្រាបរបស់វាហើយបន្តទៀតគឺយើងនៅបន្តទៀតណាព្រោះយើងមានលំហាត់បន្តទៀតអូខេជាយើងមានកេនីកាឡាផ្ទៃនេះផ្សារទៀតបាទកេនីកាផ្ទៃកាឡាផ្នែកដែលខ្លងនៅដោយក្រាបស៊ីនៃអាស៊ីមតូដេកបន្តឈរ X ស្មើ1និង S សង្គម 0.5 ម៉ៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកេនីអង់ទីក្រាមគឺនៅចន្លោះពីណាទៅណាពី1ទៅអានហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងចន្លោះពីនេះទៅនេះចន្លោះពី1ទៅ E នេះតើក្រាបរបស់យើងមានកាឡាផ្ទៃយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនេះគឺយើងចង់កើតនេះកាឡាផ្ទៃផ្នែកខាងខ្មៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបានកាឡាផ្ទៃគឺស្មើនឹងអានទីក្រាលបាទអានេះគឺជាផ្នែកទី4ហ្នឹងបាទទី4គឺអានទីក្រាលពី1ទៅបាទទៅអឺស្វ័យគុណ 0.5 បាទគឺយើងយក FX បាទដកហ្នឹងអាពីតែម្ដង DX បាទគូយើងដកគ្នាព្រោះវាអនុគមខណ្ឌអនុគម2បាទចានេះយើងបានវិជាមិញហ្នឹងគឺ2បូកលោនប៉ែន x លើ x រេដល់2លើ x បាទអញ្ចឹងផ្នែកជាអនុក្រាម1លើ e 0.5 លោនប៉ែន x លើ x រេ dx បាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះតើស្មើមិនដែរបងអូខេដែនកំណត់ពី0ទៅបងណាពី0ទៅ4ណោះអូខេអញ្ចឹងបងសាកគេនេះអង្គការពីនេះទៅនេះមើលថាស្មើមិនដែរបងអូខេអញ្ចឹងគ្រូសុនសីមកនៅតាមដងគឺអង្គការពី1ទៅអង្គការពី1ទៅ0.5 នៃលូនីប៉ែន x បាទលើ x លើជាការ៉េលើ x អូខេអញ្ចឹងបាទមានពងថាគាត់អាចឆ្លើយបានណាប៉ុន្តែអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តនេះណាបងប្អូនយើងមានរូបមន្តរបស់យើងច្បាស់លាស់ណាមានទាំងជាវាមានពីរកណីបាទអុយលេវេបាទយើងអង់ដេក្រាលនេះគឺជាអង់ដេក្រាលអុយលេវេបាទអង់ដេក្រាលនៅផ្នែកណាជាងអង់ដេក្រាលនៅផ្នែកមានថាយើងមានរូបមន្ត2ដែលសំខាន់បាទជាងបើសិនមកអង់ដេក្រាលហ្នឹងរវាងពេនីអិចបាទជាមួយនឹងកុសអឺ ax + b នេះនេះ ax + b នេះជាមួយនឹងអឺសុគុណ ax + b អញ្ចឹងយើងតាំងនេះ dx គឺយើងតាំងអុយគឺជាp នៃ x មកជាពហុធាបាទទី2ប្រសិនបើអង្គការរវាង p នៃ x ជាមួយនឹងលោនៃ p នៃ ax បាទបូក b dx ចឹងទីយើងតាងអុយគឺជាលោនៃ p នៃ ax បូក b បាទអូខេនេះគឺជារូបមន្តបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះរូបមន្តទាំងពីរនេះអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងតាំងអុយគឺជា
luôn đi bên này ấy bôi bôi chung cả này thì pi mà ok cả này thì pi như tàng ôi xóa luôn đi bên này ấy giờ tìm anh đây ôi xóa cho mua nó mua lưỡi để tập bên đây vậy cứ khai chia đây lưỡi cái này chứ dùng cái ăn được ra là một tông thì mất mình chỉ với xóa nó đo x soi con đo mùi rồi hôm nay chia đo mùi nữa ok chương cái này như ban được chia ăn được ra ôi đây với mà cứ mà ôi con với như cái này ăn được ra đây mình cũng nói xong nói chăm chương cái chung luôn lại chỗ cho cả sai anh ấy ơi con đồng vế ôi con vế cơ mà ban được chia ôi dương cứ luôn được cái này mà về dương cứ đo mười lệ ok mà chương dương ban lại này nhé ok hay bốn kiện niệm to tiền máu hai chế độ mùi lửa x, lôn lửa x kẻ này ăn đi ra này này máu, hai chế độ pi, hai chế độ mùi lửa x và ok cứ có năng á, bục xì chỉ làm ok chương miền thạp bốn ảnh dù ba này, bố vi cô này chế ăn đi ra được phần này thông đài chương cái lại này thì mà nó chế ok và chẳng dùng toàn từ mục tiết bạc của mình mấy nghìn bằng hệ thì ok chẳng như mà đi bốn kẻ này ăn thì ra máu propon chơi hai rồi một lần chẳng mà tha ăn thì ra mình sợ